kính chào quý vị, hôm nay là thứ năm ngày 15 tháng 10, buổi thông tin của bà thị trưởng. Hôm nay cũng là ngày đúc kết của tháng vinh danh truyền thống người Mỹ Latin, và bà thị trưởng Cantrell và hội đồng thành phố muốn dùng thời gian này để cảm ơn sự hợp tác và cộng tác của những người Mỹ Latin. Khi chúng ta nói Mỹ Latin thì bao gồm Spain, là Tây Ban Nha, Mexico, Hispanics, và cũng là gần ở đây cũng là Honduras, thì đã có thành phần đại diện từng một mỗi cộng đồng một, và bà đã trao bằng tuyên ngôn proclamation cho đại diện của các cộng đồng Mỹ Tây Ban Nha hôm nay. Và tuy là ngày kết thúc của tháng vinh danh truyền thống, bà muốn nhấn mạnh là việc bầu cử early voting sẽ bắt đầu vào ngày mai, là ngày 16, và sẽ kéo dài tới ngày 27. Và đồng thời bà cũng nhấn mạnh là hôm nay là ngày cuối cùng để chúng ta bỏ census, là kiểm kê dân số. Đây rất là quan trọng. Bà cho biết là năm 2010, vì vấn đề di tản bởi Katrina, chỉ có 43% người dân trả lời những kiểm kê đó, và 2000 có 61%, và cho tới hôm nay 2020 có 58 đã trả lời. Đây rất là quan trọng vì đây là ngân quỹ tiền sẽ đưa vào thành phố chúng ta, và mỗi người kiểm kê sẽ được tới 2000, hơn 2000 cho mỗi người, và đây là con số mà sẽ giúp chúng ta về vấn đề Medicare, Medicaid, các chương trình cho trẻ em, về vấn đề học hành của các em. Cho nên hôm nay là ngày cuối cùng, nếu quý vị mà chưa ghi danh cho kiểm kê dân số hoặc không biết mình đã làm hay chưa, cứ việc làm không sao hết, và họ sẽ cứ xét lại những đơn nào mà đã được hai lần thì họ sẽ dâng ra không sao hết. Đó là những điểm quan trọng mà muốn nhắc nhở cho chúng ta, là kiểm kê dân số và đi bầu cử cho bắt đầu cho ngày mai. Và đồng thời cũng có đại diện của các cộng đồng Mỹ Latin tới, và đặc biệt trong đó là có bà Myra, là giám đốc Hispanic Chamber, là phòng thương mại Tây Ban Nha ở thành phố. Bà cũng đã cảm ơn thành phố, nhất là thị trưởng Cantrell, đã ủng hộ về vấn đề phát triển kinh tế cho cộng đồng. Và bà cũng cho biết là văn phòng thanh thiếu niên và gia đình, Office of Family and Youth and Families, đã cung cấp tới gần 500.000 cho những gia đình đã không có được những sợ giúp đỡ qua những dịch vụ COVID này, và những ngân quỹ đó đã được trao tới cho các gia đình coi như là không có giấy tờ đó, đã được giúp những số tiền này qua thành phố. Và bà cũng đã cảm ơn thị trưởng đã làm việc về, quý vị biết, qua COVID, cộng đồng Mỹ Tây Ban Nha đã cũng có con số bị ảnh hưởng COVID này, lây nhiễm đã lên tăng rất cao, và vì thế thành phố đã làm việc và đã giúp giảm con số đó. Và hiện giờ chúng ta cũng thành phố chúng ta cũng là một thành phố về vấn đề văn hóa, và để nối kết những sự cần thiết giữa những các ngôn ngữ, những các sắc tộc, và đây cũng là cơ hội để bà cảm ơn cộng đồng người Mỹ Tây Ban Nha, và ngược lại là đại diện của cộng đồng cũng cảm ơn bà đã giúp đỡ và hợp tác với dân chúng ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị.